Vâng, em xin chào quý vị nhé. Em test cái con Noa Bioner. Vâng, Noa Bioner bát 2527 gì đấy của Bioner nhé, cho anh khách anh đã chuyển khoản rồi. Đấy, đây. Đấy. À, con này là lần trước em đo được là vành ngoài 26,5 đấy, đúng rồi, 26,5. Còn nếu như mà đo theo cái đường kính chéo thì như là 27. Đây nhá, kiểu ở đây. Con này rất chất, khá nặng. Xương gà. Đấy. Ok nhá, em bên này bên ngoài bên phải đấy, em đang đầu sẵn dây rồi, em sẽ bắt đầu bật nhạc lên này. Bị trầm chút xíu. Ok, em bắt đầu lên nhạc nha. Đấy. Em mở to lên tí nữa nhá. Đây, bây giờ em sẽ mở nhỏ cho anh nghe này. Đấy. Đấy, ok nhá. Đấy, cái loa bên tay phải là ok này, đúng chưa? Đấy. Bây giờ em sẽ cho tăng loa trái nhé. Nhưng mà trước khi cho tăng loa trái thì em sẽ phải vặn hết âm lượng xuống này để tránh bị sốc nhé. Đây. Ok. Đấy, xong rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu vặn âm tiếng lên nhá. Nghe to chưa anh nhá? Giá từ dù là chẳng còn chi nữa. Giá từ dĩ vãng qua đi, mùa xuân nắng ấm tình nồng. Giá từ dĩ vãng xa xôi, lỡ gieo sầu vương mắt ai. Giá từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giá từ, giá từ dĩ vãng. Ok nha, bây giờ em sẽ vặn nhỏ xuống này. Xót xa khi mảnh đời về đâu đến
ok nhá. Đấy, hai cái loa này thì ok nhá. Thế thì là anh có thắc mắc gì anh liên hệ cho bên em một số điện thoại là 0966 59581 giúp em nhé. Còn những anh khách nào đã và đang có ý định mua bát rời thì xin mời cứ tự nhiên gọi đến số 0966 59581. Nếu như mà bên em vẫn còn sản phẩm, bên em sẽ báo lại cho quý vị. Hoặc là quý vị cần những sản phẩm như thế nào thì có thể liên hệ với bên em. Nếu bên em có hàng, bên em sẽ báo lại, sẽ quay lên cho quý vị. Vâng, em xin chào và xin gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo bên em. Vâng, xin chào mọi người.